Bác ơi, Thảo nhân gì nhỉ? Nhân cái bác gì chủ tịch nhỉ? Vợ Thoan à? Tìm bác đấy. Vâng, chắc thu tiền Viettel hay cái gì đấy. Bố ơi chứ. Anh phải chiều em nhỉ, vì là buổi chiều mới có em đúng không? Mới nhỉ. Buổi chiều mới có em. Thế nên anh phải chiều em đúng không? Vâng. Có à? Hôm qua bác có đi không? Mẹ ơi cái gì? Mẹ làm sao? Ở đây có cái gì? Đây có cái gì hả? À? Đây có cái gì? Đây có cái gì? Không phải kẹo mút, kẹo bụng gì? Đừng, đừng, thử lấy bim bim ra con nào. Không phải người đòi linh ta linh tinh nào, lấy thử gói bim bim hành cho nó con đâu. Bác Luận thấy hò đấy. Bác Luận ạ. Rồi, ít thôi. Không, kẹo bút. Con bim bim gì ăn? Bim bim chưa? Không phải là cái gì? Hành tây đâu? Không thôi cứ đi. Thế thôi. Không mua nữa. Thôi thế thôi, không mua nữa. Đây mẹ gửi tiền nha.